Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua đã có nhiều hoạt động hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam nhằm kết nối người tiêu dùng và doanh nghiệp. Nhiều phiên chợ hàng Việt được tổ chức đều đặn mỗi năm tại nhiều vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa đã trở thành hoạt động có ý nghĩa thiết thực để thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đến hẹn lại lên, mỗi năm trong khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, những phiên chợ hàng Việt lại được thay phiên tổ chức tại địa bàn của tỉnh Đắk Lắk. Đây là dịp để nhiều người tiêu dùng vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp, nhà phân phối Việt, tìm hiểu và chọn mua những sản phẩm Việt chất lượng với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Và doanh nghiệp khi tiếp cận với người tiêu dùng vùng sâu, vùng xa lại thêm một lần nữa khẳng định mình bằng những sản phẩm có chất lượng, giá hợp lý. Do đó, năm nào cũng vậy, phiên chợ hàng Việt luôn là dịp được nhiều người dân mong chờ và đón nhận. Được sự hỗ trợ của chương trình xúc tiến thương mại quốc gia thì chúng tôi tổ chức 4 cái phiên chợ hàng Việt về nông thôn, về cái vùng biên giới của giữa Đắk Lắk và tỉnh Mulgiri. Và ngoài cái chương trình xúc tiến thương mại quốc gia hỗ trợ thì chương trình xúc tiến thương mại địa phương của chúng tôi cũng đã tổ chức được 2 cái phiên hàng Việt về nông thôn cho những cái vùng sâu vùng xa của đồng bào. Theo thống kê từ năm 2010 cho đến năm 2014, Sở Công Thương Đắk Lắk đã tổ chức 25 đợt đưa hàng Việt về nông thôn, thu hút trên 35.000 lượt người tham gia với doanh thu hơn 3,7 tỷ đồng. Năm 2015 có 2 phiên chợ được tổ chức tại huyện Krông Bông với 164 gian hàng, thu hút gần 20.000 lượt người đến tham quan mua sắm, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt trên 1 tỷ đồng. Tiếp đó, năm 2016 có 4 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, vùng sâu vùng xa tại Buôn Đôn, Ea Súp, Krông Bông và Em Rắp đã thu hút được 48.560 lượt khách đến tham quan, mua sắm. Doanh thu bán ra đạt trên 6,4 tỷ đồng. Và năm nay, chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tổ chức tại huyện Cum Ga đã thu hút gần 7.000 lượt khách, doanh số bán hàng khoảng 550 triệu đồng. Không thể phủ nhận lợi ích từ các phiên chợ mang lại. Đó là góp phần giúp độ nhận biết của người dân về hàng Việt, về hàng thật, hàng giả tăng lên. Bản thân doanh nghiệp cũng nắm bắt được tâm lý, xu hướng tiêu dùng của người dân, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, và từ đó hoạch định cho mình chiến lược kinh doanh mới. Là một doanh nghiệp, đầu tiên phải làm tốt ở những cái thị trường nội địa, thường ở như trong nước, mà cụ thể là ở như đầu tiên là ở Đắk Lắk, để cho mọi người khách nội địa trong nước khi mà đã biết đến cái sản phẩm của hạt cà phê Đắk Lắk rồi thì nó sẽ bền vững hơn, chắc chắn hơn. Qua giữa các phiên hàng Việt á, thì cũng được cái cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng ở vùng sâu vùng xa hưởng ứng rất là nhiệt tình. Thì qua đó tạo cái cơ hội giữa người bán và người mua gặp nhau để trao đổi các cái sản phẩm hàng hóa. Thì trong năm 2017 và những năm tiếp theo thì Đắk Lắk cũng hy vọng thì cũng được Bộ Công Thương hỗ trợ cho tỉnh để mà thực hiện những cái chương trình này. Tuy nhiên theo ghi nhận, các phiên chợ hàng Việt luôn được đông đảo bà con đón nhận. Nhưng thời gian diễn ra các phiên chợ quá ngắn, chưa đủ để tạo sức lan tỏa lâu dài về hàng Việt trong lòng người tiêu dùng. Để nâng cao hiệu quả của việc tổ chức các phiên chợ, mỗi doanh nghiệp tham gia không những cần có sự đầu tư để nâng cao chất lượng, đa dạng sản phẩm, mà phải tích cực nghiên cứu thị trường để cung ứng các mặt hàng phù hợp với địa phương tại mỗi nơi tổ chức. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần chủ động liên kết với các doanh nghiệp để tăng cường tổ chức các chuyến bán hàng lưu động, xây dựng điểm bán hàng Việt. Trong đó cần chọn thời gian, địa điểm, tổ chức hợp lý để tạo thuận lợi cho người dân đến tham quan mua sắm. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, các phiên chợ hàng Việt về nông thôn, vùng biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa đã góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, tạo lập kênh phân phối cung cấp các sản phẩm thiết yếu cho người dân, từng bước cải thiện nâng cao đời sống của người dân.